Thuyền trưởng chiếc phà chìm của năm Hàn bị bắt, tin từ Hán Thành. Thuyền trưởng của chiếc phà bị chìm làm 29 người thiệt mạng và 274 người còn đang bị mất tích đã bị bắt. Thuyền trưởng Lý Trung Thạc, 69 tuổi, bị truy tố 5 tội, trong đó có tội là lơ là nhiệm vụ và vi phạm luật hàng hải. Ông Lý nói rằng là ông ta đã sai lầm ra lệnh cho hành khách ở trên phà khi thấy không có tàu cứu cấp. Tráp bắt giam của ông Lý đã được ban hành trong ngày thứ Sáu. Người phó hiệu trưởng của trường trung học Đàn Viên ở An Sơn là một thị trấn kỹ nghệ gần Hán Thành đã treo cổ tự vẫn trong ngày hôm qua. Chiếc phà chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn, khoảng 340 người là học sinh và giáo viên của trường trung học Đàn Viên tại An Sơn đã bị lật chìm cách bờ biển Tây Nam bán đảo Nam Hàn khoảng 20 cây số trong lúc đi từ hải cảng Nhân Xuyên tới đảo Nghĩa Mát, Tế Châu.